Chào anh chị và các bạn thân mến. Hiện tại thì tôi thấy rằng có rất nhiều các anh chị và các bạn đang rất là bức xúc trong cái việc là ngẽ mạng hay là đơ mạng tại công ty chứng khoán TCBS cũng như là giao dịch tại HONE. Thì sau đây tôi sẽ trình bày với anh chị và các bạn một cái giải pháp để mà hạn chế, tháo gỡ được cho anh chị và các bạn tránh được mất cái lợi ích của mình. Anh chị sẽ vào cái phần đặt lệnh cổ phiếu nhé. Thì cái giải pháp đó chính là chúng ta chọn cái loại lệnh đó. Thế thì chúng ta sẽ chọn cái lệnh là 247 hoặc là lệnh điều kiện đó. Lệnh 247 này tức là lệnh để lệnh chờ trong thời gian 1 tháng với cái giá mà chúng ta đặt đó. Còn lệnh điều kiện là nó kết hợp rất nhiều các điều kiện, cả P trên E lẫn khối lượng giao dịch đó, lẫn giá đó. Thì tôi nghĩ rằng anh chị và các bạn sẽ quan tâm đến cái lệnh 247 này hơn đó. Cái lệnh này có một cái hay là gì, chúng ta đặt lúc nào cũng được, ngoài giờ hay trong giờ là lúc nào chúng ta cũng đặt được đó, mua hoặc bán đều là được hết anh chị và đặt lúc nào cũng được đấy. Tối ấy, anh chị rảnh anh chị ngồi đặt, hoặc là trưa như này anh một chị ngồi rảnh anh chị đặt. Ví dụ tôi muốn mua cổ phiếu Techcombank, tôi đặt ở đây đúng không ạ, tôi đặt khối lượng là 100 chẳng hạn đó, và tôi đặt giá là 35 chẳng hạn đấy. Bây giờ thị trường đang là bao nhiêu, 38.95 đúng không, tôi đặt 35 thôi, còn dưới cả giá sàn thôi đúng không ạ, và tôi sẽ đặt trong vòng 1 tháng đấy. Thì cái này nó có chỉ cho anh chị và các bạn đặt trong 1 tháng thôi đó. Thì nếu hết 1 tháng thì anh chị và các bạn sẽ đặt lại đấy, rất là dễ thôi. Ví dụ tôi đặt lệnh mua nhá, bán nó sẽ tương tự như thế. Tôi đặt này đó, tôi đặt thành công rồi đúng không ạ, nó rất là dễ như vậy thôi, đơn giản đúng không ạ. Bây giờ tôi đặt lệnh bán nhá, ví dụ này tôi đặt 100 cổ bán này, ví dụ được giá 45 tôi bán đúng không ạ, đó, và tôi đặt từ 19 tháng 3 đến 18 tháng 4. Bây giờ anh chị và các bạn nhìn này, 12 giờ 51 là siêu giờ giao dịch nhá, vẫn đặt được bình thường đó, sửa lệnh thành công rồi đúng không ạ. Anh chị sẽ nhìn ở trong này này đó, thì có hai lệnh mua và lệnh bán đang chờ cho tôi để hiệu lực từ 19 tháng 3 đến 18 tháng 4 đúng không ạ. Chúng ta cứ đặt như này thì chúng ta cứ rảnh rỗi chúng ta vào chúng ta ngó thôi, hoặc chúng ta làm được gì thì chúng ta làm, chúng ta không phải lo lắng gì chờ đợi thị trường lên xuống thì chúng ta đặt đúng không ạ. Thì nó khá là thuận tiện cho anh chị và các bạn. Thứ nhất là đặt lệnh chặt lỗ hay là chốt lời, thứ hai là đặt với mức giá kỳ vọng mua kỳ vọng bán để anh chị và các bạn đầu tư một cách hiệu quả thành công, đỡ mất thời gian cho việc là ngắm bảng điện tử đúng không ạ. Như vậy với cái việc mà chúng ta đặt lệnh chờ 24/7 thì chúng ta có thể đặt được lệnh trước lúc nào cũng được và giữ lệnh trong vòng 1 tháng là 30 ngày. Thế thì với mọi các cái biến động tắc nghẽn của thị trường thì lệnh của chúng ta đã được đặt rồi, và TCBS họ sẽ kích hoạt hệ thống khi mà lệnh của chúng nó đến cái điều kiện mà chúng ta đã đặt ra. Tôi còn rất nhiều các video khác về đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và quỹ tại TCBS. Anh chị và các bạn có thể là vào cái kênh YouTube Tiền Của Tôi Official để xem và theo dõi. Đây ạ. Đấy, anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh nhé, và ấn vào cái nút chuông ấy, đây này, thì sẽ nhận được các cái thông báo mới nhất về các cái video mới nhất của tôi về đầu tư chứng khoán, trái phiếu, cổ phiếu tại TCBS. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn.